Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thực hiện cái rút cái đồng CBDC về sàn Ancoin để sau này là khi cái đồng CBDC này nó list ở trên cái sàn Ancoin thì chúng ta sẽ bán cái đồng này. Thì theo cái thông tin chính thức của trên cái trang Twitter của dự án CBDC thì họ yêu cầu chúng ta là rút cái đồng CBDC trước ngày mùng 8 mà hết ngày mùng 8 tháng 5 năm 2023, và như vậy thì hôm nay là ngày mùng 7 rồi, thì còn một ngày mai nữa. Nếu như các bạn không rút thì chúng ta sẽ rút vào đợt sau. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải một cái lưu ý cho mình là hiện tại thì cái đồng CBDC này thì nó chưa niết sàn, mà chúng ta rút cái đồng CBDC thì chúng ta cần phải có cái đồng ALC ở trên cái ứng dụng CBDC Network thì để làm phí gas thì chúng ta mới rút được cái đồng CBDC này về cái sàn là Ancoin. Đó, thì phí sẽ khoảng tầm mất khoảng tầm tầm hơn 1 đô, 1,5 đô nha các bạn. Đó, thì cái đồng CBDC này thì hiện tại thì chưa list ở trên cái sàn Ancoin, và cho nên là chúng ta cũng chưa biết giá cả cụ thể sau này nó list thì nó sẽ là như thế nào, và chúng ta rút cái đồng này về chúng ta bán liệu chúng ta có lãi hay không hay là chúng ta lỗ. Đó, thì cái này là cái vấn đề là sẽ xảy ra, thì các bạn cũng nên cân nhắc là có nên rút cái đợt đầu tiên hay không, hay là các bạn để dồn đợt sau các bạn rút về sau. Đó, thì tuy nhiên thì ở cái video này thì mình cũng vẫn làm hướng dẫn chi tiết cho các bạn, để cho các bạn khi nào các bạn cần rút thì các bạn xem cái video này thì các bạn sẽ được biết được cái cách để chúng ta rút về sàn như thế nào nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ là quay trở lại cái sàn Ancoin, thì mình sẽ nạp cái đồng USDT vào đây. Đó, mình sẽ nạp cái đồng USDT vào đây để mình mua cái đồng Ancoin, cái đồng ANC, tức là cái đồng ANC này là cái đồng coin của sàn này. Đó, thì bây giờ các bạn kích vào cái đồng USDT. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần nạp xu. Đó, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái địa chỉ, đó là cái địa chỉ thì cái này nó sẽ có rất là nhiều mạng, các bạn có thể chọn là cái mạng chôn, tức là cái mạng TRC20, BEP20, ERC20, thì các bạn thì nên sử dụng BEP20, nó sẽ thông dụng hơn và cái phí giao dịch nó cũng sẽ thấp hơn nha các bạn. Rồi, các bạn lưu ý ở đây là số lượng tiền hiện hành tối thiểu là các bạn phải nạp vào là 2 USDT, thấp hơn thì sẽ không nhận được nhé, để các bạn lưu ý cho mình. Đây thì mình sẽ lên sàn Binance thì mình sẽ rút cái USDT ở trên sàn Binance về. Các bạn nhấn nút Spot này. Ở trên sàn Binance thì hình như là min rút tối thiểu là 10 đô. Đó, các bạn nhấn rút này. Số lượng ở đây hình như là mình sẽ là nhập 5 xem nào, nó có cho rút không nhé. Đầu tiên thì trên chúng ta phải dán cái địa chỉ ví đã. Rồi, chọn mạng thì các bạn chọn đúng mạng BEP20 cho mình. Rồi, 5 đô này. Rồi sau đó thì các bạn nhấn rút cho mình. Đó, ở đây thì yêu cầu chúng ta tối thiểu là 10 đô. Như vậy thì đối với các bạn mà là cái này thì mình sẽ rút về cái ví của mình. Mình sẽ rút về ví của mình và sau đó thì mình sẽ rút từ cái ví của mình lên trên sàn Ancoin thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì là ở từ ví thì chúng ta chỉ rút 1 đô cũng được. Còn các bạn rút ở trên sàn thì nó yêu cầu chúng ta là 10 đô, đa phần là các sàn thì yêu cầu chúng ta phải có 10 đô. Rồi sau khi mà chờ đợi dự án họ phê duyệt cái giao dịch của mình thì mình đã nhận được về ví là 4 USDT. Ở đây thì là mình rút vào cái cách đó cũng phải khoảng tầm gần 1 tiếng thì mình mới nhận được. Mình nghĩ ở đây thì sàn này chắc là phê duyệt bằng thủ công cho nên là khá là lâu. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ mua cái đồng ALC của cái đồng coin của sàn để chúng ta làm cái ví gas. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cái đồng ALC, các bạn nhấn vào cái phần thị trường này. Chúng ta sẽ chọn cái đồng ALC nhé. Thì cái giá đồng ALC thì nó hôm trước nó có tăng một chút mà bây giờ thì đã giảm sâu rồi, thì các bạn có thể là mua ở trong cái thời điểm này.
Rồi thì các bạn sẽ là kích vào phần mua nhé. Mua ở đây thì các bạn chọn cho mình là 100%. Ở đây mình mua được đó, thì mình sẽ mua hết nhé. Mua hết thì mà mình sẽ mua được 51,92 đồng. Các bạn nhấn mua cho mình. Rồi mình sẽ quay trở lại ví. Ok, như vậy thì là đã mua thành công rồi. Để mình nhận được 51 cái đồng ALC. Đó, thì mình sẽ rút cái đồng ALC này lên trên cái ứng dụng mà CBDC Network. Đó, các bạn nhấn vào cái phần rút cho mình. Rồi bây giờ thì các bạn quay trở lại cái ứng dụng CBDC, các bạn nhấn vào phần ví này. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào ALC, các bạn nhấn vào phần biên lai. Đó, các bạn chờ một chút, đây các bạn sẽ che chép cái địa chỉ này. Các bạn quay trở lại cái sàn Anco Ancoin, đó, các bạn kích dán cái địa chỉ ví vào đây. Sau đó thì các bạn nhập số lượng nhé. Thì ở đây thì mình sẽ là nhập 30 đồng. 30 đồng Anco thì sẽ mất phí là 12 đồng rồi. Và mình sẽ nhập lấy là 15 nhé. 25. Mình sẽ rút 25 đồng ALC. Rồi, bây giờ thì các bạn nhấn rút cho mình này. À, yêu cầu chúng ta phải gửi cái mã xác minh. Trước khi rút chúng ta cần phải mã xác minh nha các bạn. Thì ở đây các bạn rút thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là vui lòng đặt mật khẩu giao dịch và hoặc là liên kết mã xác minh Google Authent. Đó, thì cái này thì các bạn cần phải thiết lập trước. Thì các bạn vào cái tài khoản, các bạn nhập từ cái trang chính này thì các bạn kích vào cái chữ A ở trên này. Sau đó thì các bạn kích vào phần an ninh. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái phần trình xác thực đó. Sau đó thì các bạn chép cho mình cái mã Google Authent này. Thì các bạn làm được cái bước này thì các bạn cần phải có cái app Google Authent. Thì các bạn lên trên CF Play các bạn tải về cho mình. Đó, thì các bạn lên Google Authent các bạn tải cho mình cái lên cái CF Play các bạn tải cho mình cái app này về. Sau đó các bạn chép cho mình cái địa chỉ này. Bây giờ các bạn mở cho mình cái Google Authent ra, các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây. Đó, thì cái bước này làm thì có thể nó sẽ màn hình nó đen cho nên là các bạn sẽ không nhìn thấy mình hướng dẫn. Phần trên là tên tài khoản thì các bạn gõ cho mình chữ Ancoin. Bên dưới là cái mã khóa mà chúng ta lấy ở bên Ancoin, các bạn nhập vào, sau đó các bạn nhấn thêm. Ok, như vậy là đã thêm tạo cái mã xác thực thành công ấy. Thì các bạn copy cho mình cái mã này của cái mã Ancoin bao gồm 6 số, các bạn dán vào cái phần xác thực của Google Authent, sau đó các bạn nhấn xác nhận cho mình. Đó, như vậy là đã ràng buộc thành công. Bước tiếp theo thì các bạn tạo thêm cho mình một cái mật khẩu nữa, đó là cái mật khẩu giao dịch. Cái này là cái vấn đề bảo mật. Thì mật khẩu ở đây thì bao gồm 6 ký tự đến 16 ký tự, thì các bạn có nhập thì từ 1 đến 6 cũng được. Đó, sau khi nhập xong thì các bạn nhấn xác nhận cho mình. Bước tiếp theo thì các bạn vào cái Google Authent, các bạn copy cái mã xác nhận, các bạn nhập vào đây. Đây mình sẽ quay trở lại cái Google Authent là mình sẽ copy lại cái mã này. Và các bạn quay trở lại app. Các bạn dán vào, các bạn nhấn vào gửi. Mật khẩu giao dịch đã được liên kết, như vậy là mình đã thành lập xong cái mã xác thực 2FA và cái mật khẩu giao dịch. Rồi các bạn sẽ quay trở lại đó thì mình sẽ nhấn vào đồng ALC, sau đó thì các bạn nhấn rút này. Mình sẽ quay là mạnh mình rút. Ở đây thì mình sẽ copy lại cái địa chỉ. Lúc nãy là mình bị lỗi. Đó, các bạn dán địa chỉ vào đây, sau đó thì các bạn nhập số lượng này. Ở đây thì mình sẽ rút 25 đồng. Thì các bạn cứ cứ chuyển vào dư đi để lần sau mình còn rút lần khác nữa. Rồi các bạn nhấn rút cho mình này. Các bạn nhập mật khẩu giao dịch nhé. Đó, các bạn nhấn xác nhận cho mình này. Ok, như vậy là đã thao tác thành công. Và mình đã trừ đi còn 25 đồng rồi. Đó. Và số dư của mình ở trên chỉ còn có 26 đồng. Và mình sẽ quay trở lại cái CBDC Network xem mình đã nhận được cái số dư chưa nhé. Hiện tại thì tiền vẫn chưa về. Rồi cái này thì mình sẽ chờ xem khi nào về thì mình lại làm video tiếp cho các bạn xem. Rồi ok, sau tầm 5 phút thì mình cũng đã lại nhận được cái 24 cái đồng ALC về cái ví của cái dự án CBDC Network rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành rút nhé. Thì để rút được cái đồng CBC thì các bạn
quay trở lại các bạn mở cái sàn Ancoin ra. Đó, thì các bạn kích vào phần ví cho mình, sau đó thì các bạn nhấn vào đây, các bạn kéo xuống cho mình là CBDC Network này, rồi sau đó thì các bạn nhấn vào phần nạp này. Đó, thì các bạn copy cho mình địa chỉ của đồng CBDC nhé. Các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn chuyển cho mình, mạng các bạn để nguyên nhé. Sau đó thì bên dưới thì các bạn dán cho mình cái địa chỉ ví vào, và ở đây thì các bạn nhập số lượng ở đây của mình là có đó, thì các bạn nhập địa chỉ này, sau đó nhập số tiền cần chuyển là mình là 248 này. Ở đây thì nó sẽ có các cái mục chậm, thường và nhanh, thì các bạn có thể chọn. Ví dụ nhanh ở đây là sẽ là 14 đồng ANC làm phí, chậm nhất là 10 đồng thì 14 đồng đi nhé, thì mình sẽ chọn 14 đồng và sau đó thì mình sẽ nhấn xác nhận này. Đó, bước tiếp theo các bạn nhập mật khẩu giao dịch. Ok, tiền đang chờ xác nhận nhé. Như vậy là mình đã thực hiện cái rút CBC xong, và hiện tại số dư của mình hiện đang còn có 0.9 đồng CBC thôi, và cái số còn lại là mình bị khóa, là mình chưa nó chưa mở cho mình rút nhé. Rồi, như vậy là mình sau khi mình rút thì mình còn có 9 đồng thôi, khá là tốn kém. Như các bạn mà không biết là cái đồng CBC này khi lít sàn thì sẽ với giá là bao nhiêu một đồng. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái số dư, chúng ta xem là đã về ví chưa nhé. Rồi, ok, thì trong khi mà chờ đợi cái đồng này nó về ví thì có lẽ là phải mất khoảng tầm 15 đến 20 phút nữa, thì mình xin được kết thúc cái video tại đây. Và khi nào có cái thông tin cái đồng CBDC này lít sàn thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.